Xin đi tôn rap khấu sù son Pol TV. Chào mừng các bạn đang đến với kênh Pol TV và chúng ta lại gặp nhau trong series tự học tiếng Thái online theo giáo trình lớp 1 của giáo viên Siriwan Chaya Katarin biên soạn. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy giúp mình một like và share video giúp mình với nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta đi vào bài học. Rồi, và hôm nay mình sẽ đi đến bài 21 và phần 1 ha bạn. Rồi, bài này nó sẽ có 3 phần thôi, bởi vì mình sẽ học đánh vần với các phụ âm cuối thuộc nhóm khâm tai, cho nên cái bài học nó sẽ ngắn hơn, cho nên mình sẽ làm 3 phần thôi. Bài của mình có tên là bài An Ma Kình Ma, có nghĩa là đọc nhiều. Giỏi nhiều. Rồi, An Ma Kình Ma có nghĩa là đọc nhiều, giỏi nhiều ha bạn. Thì như thường lệ mình sẽ tập đọc một số cái từ vựng ha bạn, để mình đi vào bài tập đọc. Rồi, sa nảm, da. Rồi, chữ này là mình đã đọc được ha bạn. Nó giống như chữ sa nụt. Đó, mình đã học rồi. Sa bai, sa nụt. Thì nếu đọc chậm, nó sẽ là sa nảm. Ha. Nhưng mà không có ai đọc chậm như vậy, bạn đọc nhanh qua luôn. Sa nảm, da. Rồi. Sa nạm gia có nghĩa là sân cỏ ha bạn. An, an có nghĩa là đọc. Rồi. Khẩu mây già ma rôn riêng có nghĩa là bạn ấy không muốn đến trường. Thì từ giạc này có nghĩa là muốn, mình đã học ở các bài trước rồi. Nắc riêng có nghĩa là học sinh ha bạn. Lên sanuk nè, nó giống như chữ sanam ha bạn. Sanuk mình sẽ đọc nhanh nè, sanuk ma, sanuk ma. Đó, thì ở đây nó có chữ ma có nghĩa là rất ha. Rồi, decha này ở bài trước mình đã học, nó là tên riêng ha, là tên của bạn, tên là decha. Rồi, khọp chay, rồi mình đọc nguyên câu nha. Decha khọp chay la cặp chòm. Rồi, khọp chay có nghĩa là cảm ơn ha bạn. Đó, nói theo góc độ bạn bè thì dùng từ khọp chay, nói với người lạ thì bạn sẽ kêu là khọp khun, nhưng mà thân quen hay bạn bè đồ các thứ thì bạn sẽ dùng từ là khọp chay. Rồi, la cặp chòm này là mình đã biết hai bạn này rồi, có nghĩa là đê cha cảm ơn lá với chòm. Rồi, đê cha an nặng sử kình ma có nghĩa là đê cha đọc sách rất là giỏi ha. Nặng sử là cuốn sách ha bạn, nặng sử là sách. Rồi, an là đọc, mình đã học ở cái tựa bài, mình đã biết cái này rồi ha. Rồi, bây giờ mình đi vào bài tập đọc. Bài tập đọc của mình tên là bài An Ma Kình Ma, có nghĩa là đọc nhiều, giỏi nhiều, hay là đọc càng nhiều càng giỏi. Đó, thì mình dịch thoáng nghĩa ra theo tiếng Việt là đọc càng nhiều càng giỏi. Còn nếu bạn dịch sát nghĩa luôn thì nó sẽ là đọc nhiều, giỏi nhiều. Đó. Rồi, những cái bài này mình có làm cái phần tiếng Việt ở dưới sẵn rồi, nhưng mà mình sẽ nói cái phần của tiếng Thái và mình nói nghĩa từng chữ theo cái phần của tiếng Thái mình sẽ chỉ ở trên đó. Bạn có thể nhìn cái phần tiếng Thái là bạn sẽ hình dung ra nó là tiếng Việt như thế nào và ngữ pháp của nó ra làm sao ha bạn. Và mình sẽ không có nói về cái phần tiếng Việt ở dưới. Rồi, bây giờ mình đọc luôn ha bạn. Đê cha tên nắc riêng mày, có nghĩa là đê cha
Pen là ha bạn. Nát riêng có nghĩa là học sinh, mày là mới, đê cha là học sinh mới. Rồi, khẩu giải ma chạc, rôn riêng ươn, có nghĩa là bạn ấy. Giải có nghĩa là đổi chỗ hay là dịch chuyển, ha bạn ha. Giải có nghĩa là lúc đầu á bạn đó không có học cái trường này, nhưng mà bạn ấy mới chuyển qua, thì bạn có thể dịch là chuyển. Khẩu giải ma chà có nghĩa là khẩu chuyển đến, ma là đến ha, chạc là từ ha bạn, là từ một cái vị trí nào đó, từ một cái nơi nào đó. Chạc rôn riêng ươn, ươn là khác ha bạn ha, có nghĩa là bạn ấy chuyển đến từ cái trường học khác. Rồi tiếp theo, đê cha àn nặng sử may khoai đai, có nghĩa là đê cha đọc sách không được. Thì ở đây bạn thấy là may khoai đai thì nó có chữ từ, thì nó có từ khoai vô đây để nó làm nhẹ đi cái từ là may đai ha bạn. Nếu mà từ may đai có nghĩa là không được, là không được luôn. Còn có từ khoai thì nó giống như nó giảm nhẹ lại cái từ không được, có nghĩa là bản bản đọc lúc được lúc không á, giống như là chưa có giỏi có thể dùng từ máy kèn, nhưng mà trong bài này họ dùng từ là may khoai đai, có nghĩa là đọc chưa có được ha. Rồi câu tiếp theo, khẩu chưng mây già mà ruồng riêng. Rồi thì đây bạn sẽ thấy chữ chưng, thì ở rất nhiều bài vừa rồi mình hay gặp từ chưng, và mình cũng đã biết từ chưng nó sẽ đứng đằng sau lưng của chủ ngữ ha bạn. Ở đây là khẩu có nghĩa là chủ ngữ, thì từ chưng nó phải đứng ở đây. Như tiếng Việt thì nếu mình dịch từ chưng này, mình sẽ dịch là cho nên, hay là vì thế cho nên, hay là nên cũng được ha bạn. Nhưng mà tiếng Việt của mình là nên anh ta, có nghĩa là từ chưng này nó sẽ nằm ở đây. Nhưng mà trong tiếng Thái thì bạn lưu ý là nó nằm sau lưng của chủ ngữ nha. Rồi thì mình dịch nè, nên bạn ấy ha, may già có nghĩa là không có muốn, già là muốn, đến ma là đến ha, rồn riền có nghĩa là trường học, nên bạn ấy không muốn đến trường học. Rồi tiếp theo, lẽ mấy già lên khay, có nghĩa là và không muốn chơi với ai. Rồi ok ha bạn ha. Rồi câu tiếp theo, mưa thửng quê là phát lang quanh, có nghĩa là mình đã gặp cái từ mưa này nhiều rồi ha bạn, là khi đến. Mưa thửng có nghĩa là khi đến giờ, quê là thời gian ha, nhưng mà mình sẽ dịch là khi đến giờ đó. Mưa thửng quê là khi đến giờ. Park này có nghĩa là nghỉ ha. Clang quanh có nghĩa là buổi trưa hay là ban ngày cũng được. Thì đi học thì nghỉ là nghỉ trưa, chứ hay là mình nói nghỉ ngày thì nghe nó kỳ quá ha bạn ha. Thì park clang quanh có nghĩa là nghỉ trưa, quê là park clang quanh là giờ nghỉ trưa ha bạn ha, khi đến giờ nghỉ trưa. Nắc riêng pha canh bay lên sa nụ ma, có nghĩa là học sinh dẫn nhau pha canh, có nghĩa là dẫn nhau ha bạn. Bay là đi, lên là chơi, sa nụ ma có nghĩa là vui vẻ, có nghĩa là học sinh dẫn nhau đi chơi vui vẻ ha. Thi sa nạm gia có nghĩa là ở cái đồng cỏ hay ở bãi cỏ, ở sân cỏ ha. Sa nạm là cái sân nha bạn, sa nạm gia. Rồi từ thi là bạn đã biết rồi, nó như động từ to be, nó chỉ nơi chốn, nói chung là nó dùng rất là nhiều ở trong tiếng Thái ha.
Thi sa nạm gia có nghĩa là ở cái sân cỏ. Rồi câu tiếp theo. Tè đê cha mây dòm bay lên cặp hươn, có nghĩa là tè là nhưng ha. Từ này mình đã biết rồi. Qua các bài tập đọc này các bạn sẽ học đi học lại một số cái từ vựng là các bạn thường hay dùng, người Thái hay nói mấy cái từ đó luôn ha bạn. Rồi nhưng đê cha mây dòm là không chịu ha, từ dòm này mình cũng học ở bài trước rồi. Mây dòm là không chịu đi chơi, bay lên là đi chơi cặp hươn có nghĩa là với bạn ha. Nhưng đê cha không chịu đi chơi với bạn đó. Rồi câu tiếp theo. Khẩu năng dù sơ sởi thì tổ này hon riền, nghĩa là bạn ấy ngồi. Năng dù, chữ dù ở đây nó có nghĩa là đang ngồi ha bạn. Năng dù có nghĩa, chữ dù là nó diễn tả một cái hành động đang xảy ra. Mình đã học ở các bài trước rồi, một lần mình có nói mình nhớ. Rồi, thì khẩu năng dù sơ sởi có nghĩa là bạn ấy đang ngồi, thì có chữ dù vô bạn sẽ dịch là đang ngồi ha bạn. Năng là ngồi ha, sơ sởi là ngồi, ngồi không, ngồi không có làm gì hết. Thì ở đây có máy da mốt cho nên mình sẽ đọc chữ sởi này thành hai lần. Sởi sởi có nghĩa là ngồi, là không có làm gì hết đó ha, ngồi không, ngồi ở không. Rồi thi tố là ở chỗ cái bàn ha, chỗ cái bàn có nghĩa là bạn ấy ngồi không chỗ cái bàn đó, bạn sẽ dịch như vậy. Này hon riền có nghĩa là trong phòng học. Hon riền là phòng học hay là lớp học ha bạn ha. Rồi tiếp theo. Cla cặp chòm hển đê cha năng dù, có nghĩa là cla với chòm thấy, hển có nghĩa là thấy ha bạn. Đê cha là bạn đê cha, năng dù có nghĩa là bạn sẽ dịch là đang ngồi. Cla với chòm thấy đê cha đang ngồi ha. Rồi co khao bài hả có nghĩa là cũng vào để tìm. Khao là vào ha bạn, bay hả là đi tìm. Rồi tiếp theo la thảm qua có nghĩa là la hỏi rằng, thảm là hỏi ha bạn. Thăm mây thơ mây bay lên cặp hươn có nghĩa là thăm mây là tại sao ha bạn, tại sao em ha, thơ là có thể dịch là em hay là cưng cũng được. Mây bay lên cặp hươn có nghĩa là không đi chơi với bạn ha, hươn là với bạn đó. Thì tại sao bạn thấy là một số bài trong tiếng Thái thì học sinh cùng lớp với nhau thì lại dùng từ là thơ ha, rồi người kia sẽ nói là chà, là chảnh, là tôi. Thì bạn biết là ở bên bên Thái đó, khi học sinh mà họ học cùng một cái tiểu học thì họ có thể trong một lớp họ có thể chênh lệch nhau 2 3 tuổi, 1 2 tuổi, tùy tùy theo cái năm họ học ha bạn. Cùng học một cái, ví dụ giống như là cuốn này mình đang học là cuốn Bonnen, Bonnen có nghĩa là cuốn lớp 1. Thì ví dụ như là mình không nhớ là 7 tuổi hay 8 tuổi gì bắt đầu học học lớp 1 đó, thì vòng vòng trong những cái tuổi như vậy họ sẽ chênh lệch nhau 1 2 tuổi, nhưng mà họ học chung một lớp, không phải là ở lại lớp đâu nha bạn nha. Đó cho nên họ mới có cái cách xưng hô là thơ chắn ha. Rồi mình đọc tiếp theo ha. Đê cha phút qua có nghĩa là đê cha nói rằng, chắn có dạc bày lên có nghĩa là mình cũng muốn đi chơi ha. Tè chắn àn mẵng sử mây khoi đai có nghĩa là nhưng, tè là nhưng ha bạn,
Tôi đọc sách chưa được, hay là không được, hay là không có được giỏi lắm. Có nghĩa là đọc giống như là đọc không có trôi chảy lắm, kiểu như vậy. Có nghĩa là đọc được nhưng mà chữ có được và chữ có không thì người ta sẽ dùng là may khơi đai. Còn ví dụ mà may đai có nghĩa là nhìn cuốn sách là không đọc được chữ nào luôn ha, thì nó khẳng định hơn ha. Thì bạn bạn chú ý cái cách dùng như vậy để mình khi mình muốn diễn tả một cái gì đó cho nó chính xác đối với người Thái ha. Mây đai và mây khơi đai nó giống nhau, nhưng mà mây khơi đai có nghĩa là ba hồi được ba hồi không á, còn mây đai có nghĩa là không được luôn, dứt khoát là không được đó. Rồi tiếp theo, nắng sử rương mày thi khru hay àn giác ma, có nghĩa là sách. Nắng sử là sách ha, rương mày có nghĩa rương này là nó giống như là một cái từ chỉ loại cho nặng nặng sử, có nghĩa là nếu mà bạn dịch ra thì nghĩa là sách chuyện hay là nội dung ha. Rương á là cái nội dung hay là câu chuyện hay là chủ đề ha bạn. Mày có nghĩa là mới. Thì ở đây mình theo tiếng Việt thì mình không có cần phải rõ ràng những cái chỗ này, nhưng mà tiếng Thái thì bạn chú ý ha, là bạn sẽ nói là nắng nặng sử rương mày, nhưng mà tiếng Việt bạn sẽ dịch là sách mới đó. Thi crew có nghĩa là mà giáo viên ha, từ thi thì chỗ này mình sẽ dịch là mà. Hay an giác ma có nghĩa là cho đọc khó lắm ha. Giác ở đây có nghĩa là khó ha bạn đó, có nghĩa là sách mới mà giáo viên đó này, từng chữ rồi mình nói từng chữ luôn ha. Sách mới mà giáo viên cho đọc khó quá ha. Mà là quá hay là lắm hay là gì đó, bạn tùy theo trường hợp thì bạn có thể thay đổi nó cho nó phù hợp theo kiểu tiếng Việt. Thì nó chỉ là mang mục đích là nó nhiều hơn, nó hơn cái bình thường đó, thì người ta hay dùng từ ma. Rồi chánh chạ an nặng sử rương mày là tôi sẽ đọc sách mới ha. Rồi tiếp theo, là put qua có nghĩa là là nói rằng. Tha thơ an nặng sử may khôi đai có nghĩa là nếu. Tha này có nghĩa là nếu ha, mình cũng đã gặp rồi đó bạn. Nếu rồi, nếu em đọc sách may khôi đai có nghĩa là không được hay là chưa được. Đối với tiếng Việt thì mình sẽ nói là chưa được, hay là mình nói cái gì đó đọc được chút chút hả đó, thì đại loại là nó là như vậy ha bạn. Chánh cặp chom chạ chuôi thơ có nghĩa là tôi với chom là bạn chom đó sẽ giúp em ha. Chuôi là mình đã học ở các bài trước rồi ha, thơ chuôi thơ là giúp em. Rồi tiếp theo, tè thơ co tông an nặng sử hay mát mát đuôi có nghĩa là nhưng em cũng phải. Chữ tông này là mình gặp rồi ha, tông là phải ha. An nặng sử có nghĩa là nhưng em cũng phải đọc sách ha. Hay mát mát có nghĩa là cho nhiều nhiều, thì từ mát ở đây nó có một chữ thì là nhiều rồi, nhưng mà có thêm chữ máy da mốt vô, có thêm cái máy da mốt vô thì mình sẽ đọc là nhiều nhiều ha. Nhưng em phải đọc sách cho nhiều nhiều. Đuôi là nữa, đuôi này là với, là nữa, nhưng mà thường á thì người Thái hay nói hai cái vấn đề chung với nhau lại, thì cái vấn đề thứ hai á người ta sẽ dùng thêm cái từ đuôi. Có nghĩa là vấn đề thứ nhất đó là bạn chom với lại bạn bạn la với bạn chom sẽ giúp đọc sách, nhưng mà ha, nhưng mà phải, nhưng mà đê cha đó là phải đọc sách nhiều nhiều nữa,
thì từ đuôi ở đây mình sẽ dịch là nửa ha bạn ha. Rồi đê cha đi chay lẹ họp chay la cặp chom, có nghĩa là đê cha vui mừng và cảm ơn ha, la với chom. Rồi tiếp theo ha bạn, mấy cái bài sau này nó hơi dài dài, và bài này là tới bài này là các bạn đọc đọc được nhiều rồi, cho nên nó có luôn cái bài được gọi là đọc cho nhiều nhiều vô ha. An ma kèn ma nè. Rồi tiếp theo ha bạn, la cặp chom chân chuôi xỏn đề cha hay an nắng sử, có nghĩa là la với chom thì ở đây mình sẽ dịch là nên ha bạn ha, nên đó. Nếu bạn không nhớ bạn cứ thấy chữ chân thì chắc chắn đằng trước chữ chân nó sẽ có chủ ngữ ha bạn ha. Bạn để ý nãy giờ là nhiều 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 đoạn như thế rồi ha bạn ha, thì bạn sẽ đảo ngược lên nên đó, bạn thấy cái này là bạn bạn lôi nó lên đây bạn dịch nên la với chom giúp dạy ha, từ sỏn này có nghĩa là dạy nha bạn, sỏn dạy đề cha cho đọc sách ha, có nghĩa là la với chom nên la với chom giúp dạy đề cha cho đọc sách. Rồi tiếp theo, mưa đề cha an nắng sử mát ma, có nghĩa là khi đề cha đọc sách nhiều nhiều ha, hoặc là đọc sách nhiều nhiều rất nhiều cũng được. Đề cha có an đai kèn, có nghĩa là đề cha cũng đọc được giỏi, kèn này là giỏi ha bạn, kèn giỏi. Rồi tiếp theo, mưa thửng quê la khru sỏn an, có nghĩa là khi khi đến thời gian ha, mưa thửng quê la là khi đến thời gian hay là khi đến lúc cũng được ha bạn. À, khru là giáo viên, sỏn là dạy đọc ha, khi đến thời gian hay là khi đến lúc giáo viên dạy đọc đó. Đề cha có àm đai đi, có nghĩa là đề cha cũng đọc được tốt. Crew chân chôm qua, có nghĩa là giáo viên. Bạn thấy từ chân thì bạn biết dịch nó như thế nào rồi ha. Chân đã có nghĩa là nên giáo viên. Chôm qua có nghĩa là khen ha. Từ chôm này có nghĩa là khen, khen thưởng tán dương, khen rằng. Rồi chôm có nghĩa là khen. Rồi nên giáo viên khen rằng. Rồi tiếp theo ha bạn, đê cha an nặng sử kèn ma, có nghĩa là đê cha đọc sách giỏi quá hay giỏi lắm ha. Rồi tiếp theo, đê cha đi chay thi khru chôm qua, có nghĩa là đê cha vui vẻ hay là vui mừng khi mà ha. Chữ thi này mình sẽ dịch là khi mà, khru là giáo viên, chôm qua có nghĩa là khen rằng. Khẩu àm nặng sử kèn, có nghĩa là bạn ấy đọc sách giỏi. Khẩu chừng chóp àm nặng sử, đó lại gặp chừng tiếp, có nghĩa là vì thế cho nên ha, vì thế cho nên bạn ấy đó, bạn thấy mình chỉ thì bạn bạn thấy nó sẽ ngược liền ha. Vì thế cho nên bạn ấy, chóp là thích ha bạn, an đọc, nắng sử là sách, vì thế cho nên bạn ấy thích đọc sách. Rồi tiếp theo ha,
lẽ lên sanuk cặp phương phương, có nghĩa là và chơi vui vẻ ha, sanuk là vui vẻ, với cặp là với, phương phương là bạn bè ha bạn ha. Rồi khảo rắc rù có nghĩa là bạn ấy yêu giáo viên hay là thương thương hay là yêu gì đó, thì từ rắc này nó rất là quen thuộc với các bạn ha. Khẩu rắc phương có nghĩa là bạn ấy yêu bạn. Lẹ dạc mà rồn riền thuốc quan có nghĩa là và muốn đến trường mỗi ngày. Thuốc quan này là mỗi ngày ha bạn. Thuốc quan là mỗi ngày. Rồi, có nghĩa là bạn ấy yêu giáo viên, bạn ấy yêu bạn bè, yêu 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 bạn bè ha, và muốn đến trường mỗi ngày. Rồi, ok ha bạn ha. Và bài học của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo. Hãy giúp mình like và share video với nhé. Khop khun therap chom video khong khom na khap. Bye bye.